Thưa quý vị, bằng sự khéo léo và niềm đam mê với các món đồ handmade, em Nguyễn Thị Thùy Dương, học sinh trường trung học cơ sở Phú Lộc, xã Phú Lộc, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, đã tự mây mò, nặng những con thú, nhân vật, mô hình từ đất sét tự khô. Mới đầu chỉ là giới thiệu với vài bạn bè thân, nhưng dần dần những sản phẩm do em tự làm đã chinh phục được đông đảo bạn bè ủng hộ. Đất sét tự khô còn có tên gọi khác là sứ lạnh, là một loại đất sét nhân tạo có khả năng tự khô khi tiếp xúc với không khí mà không cần đến công đoạn nung như đất sét thông thường. Hợp chất chính để cấu thành nên đất sét tự khô là bột, keo dính, phụ gia hóa học để tạo được hỗn hợp bột mịn, dẻo. Thùy Dương chia sẻ, từ nhỏ em đã có niềm đam mê với bộ môn thủ công, nhau nặng nên các bông hoa, con vật, nhân vật trong truyện tranh và các chủ đề khác. Do hoàn cảnh gia đình còn gặp nhiều khó khăn, nhưng vẫn mong muốn đeo đuổi niềm đam mê của mình. Từ đó em đã làm những món đồ handmade từ đất sét khô để bán cho các bạn có cùng niềm yêu thích bộ môn đất nặng như mình. Bước đầu các tác phẩm em làm ra được các bạn trong trường nhiệt tình ủng hộ, sau này tận dụng các nền tảng mạng xã hội. Em giới thiệu bán các sản phẩm của mình trên Facebook, Zalo. Đến nay đã có nhiều khách hàng tìm đến ủng hộ sản phẩm, giúp em có kinh phí tiếp tục đến trường và theo đuổi niềm đam mê tạo hình từ đất sét tự khô. Em rất là thích làm những cái món đồ tự tay mình làm để tặng cho bạn bè hoặc là người thân của mình. Hồi nhỏ thì em rất là thích làm những cái đồ này, và hiện tại thì khi mà em đã lớn rồi thì em muốn chia sẻ đến cái cho mọi người biết là những cái đất nặng này có thể làm được những thứ gì rất là đẹp, và em muốn bán làm ra những tài để bán để mà tạo cho em một cái gọi là cái trải nghiệm để em có thể tìm thêm tiền từ khi mà em đang học tập, và để giúp cho ba mẹ em là có thêm nguồn chi phí để phục vụ trang trải của gia đình em. Tạo nên những đồ vật đáng yêu từ đất sét tự khô không chỉ là thú vui để giải tỏa căng thẳng và mệt mỏi, mà còn giúp cho em thỏa sức sáng tạo đồ vật với hình dáng và màu sắc khác nhau. Những vật dụng làm ra tuy nhỏ nhưng lại có giá trị tinh thần rất lớn đối với cô gái nhỏ vùng biên.